Cô gái này đã sống hơn 200 năm. Tuy nhìn bề ngoài chỉ giống mười mấy tuổi, nhưng những người tiếp cận cô ấy đều bị hồn bay phách lạc, thậm chí có thể hy sinh vì cô ta. Rốt cuộc cô ta có ma lực gì? Hôm nay Tục Cứ sẽ giới thiệu một bộ phim kinh dị đỉnh cao, Lazarai One In. Irving 15 tuổi cùng người mẹ bị si mê tôn giáo, sinh sống trong một thị trấn nhỏ ở núi Ma Lân quanh năm lạnh giá. Irving thường bị các đại ca của trường ăn hiếp. Thân thể yếu ớt của cậu ấy thường xuyên chịu bạo lực, thậm chí có lúc còn bị dọa đến tè ra quần, bị bạn bè chế giễu. Về nhà mẹ thì bận bịu cãi nhau đòi ly hôn với bố, hoàn toàn không có thời gian quan tâm đến Irving. Sống trong môi trường bị chèn ép như vậy, Irving bị tổn thương tâm hồn. Cậu ta thường nhìn trộm đời sống của hàng xóm, còn thích đeo mặt nạ, thường tưởng tượng mình sẽ trở thành một con quỷ giết người quyền lực. Nhân lúc trời tối ra sân vườn dưới nhà, lấy một cái dao chút hết giận dữ và bất mãn lên một cái cây. Hôm nay khu nhà cậu có hai người hàng xóm mới chuyển đến, hình như là hai cha con. Điều làm anh ta ngạc nhiên là cô con gái không chỉ ăn mặc mỏng manh, mà giữa trời tuyết lạnh giá còn đi chân không. Bọn họ sống ngay cạnh nhà Irving. Tối hôm nay cô bé lại đi chân đất xuất hiện, nói thẳng với Irving tôi không thể làm bạn với cậu. Cha của cô gái, một người đàn ông đeo kính trông cũng có vẻ bí ẩn, bộ dạng rất đáng hoài nghi. Chỉ thấy ông ta lén lút cậy một chiếc xe rồi trốn vào hàng ghế sau xe, đợi lúc chủ xe không chú ý, giết chết anh ta. Cách hành động rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên, mục đích chính là lấy máu của anh ta. Không biết là do già rồi hay thân thể không được khỏe mạnh, một bước sụt chân, làm đổ cả nửa bình máu. Cảnh sát gần đó tiến đến, người đàn ông đeo kính nhặt chiếc bình lên rồi hốt hoảng bỏ chạy. Irving về nhà áp sát vào tường nghe lén. Không biết làm sao mà hai cha con nhà bên cạnh cãi nhau không ngừng, người bị gã đeo kính kia giết cùng trường với Irving. Nhà trường báo công an nhớ can thiệp và giúp đỡ. Lại là một đêm vừa lạnh vừa cô đơn, cô gái hàng xóm chủ động qua bắt chuyện với Irving, giới thiệu tên cô ta là Ami. Có thể là do cô ta nhìn rất đẹp hoặc do cùng cảnh ngộ đáng thương, Irving chủ động an ủi Ami, còn đưa khối Rubik của mình cho cô ta chơi. Cậu ta đâu biết cô gái tên Ami này, ngoại hình bình thường che giấu bí mật to lớn bên trong. Nửa đêm cô ta quỳ dưới chân cầu, bộ dạng đáng thương nhỏ bé lại bơ vơ, thu hút sự chú ý của một người đàn ông đang chạy thể dục ngang qua, rồi nhân lúc sơ hở nhào lấy hút máu anh ta. Không sai, Ami là một con quỷ hút máu, có thêm một người bạn mới. Irving rất vui, nhưng điều này lại làm cho những tên đại ca ăn hiếp Irving không vui. Bọn chúng lần nữa ăn hiếp Irving trong nhà vệ sinh. Để không bị trả thù lần nữa, Irving chỉ có thể nói với mẹ vết thương này là do không cẩn thận té ngã. Tối đó Ami để ý đến vết thương trên mặt Irving, cô ta động viên Irving hãy mạnh mẽ đáp trả, còn nói nếu cần thiết cô ta có thể giúp Irving. Irving và Ami cùng nhau đi siêu thị. Ami không ăn được những thức ăn của con người, nôn thốc nôn tháo, hai trái tim cô đọc tiến lại gần nhau. Nhưng Ami lại nói mình không phải là con gái, nhưng Irving thật sự rất thích Ami. Bởi vì từ lúc Ami bước vào cuộc đời Irving, Irving đã không còn cảm thấy cô đơn nữa. Nhiều ngày sau lần hành động thất bại đó, tên đàn ông đeo kính lại phấn khởi xuất phát, vẫn là kế cũ nấp ở hàng ghế sau ra tay. Nhưng không ngờ rằng trên đường đi có người quá giang xe, lúc tài xế xuống xe mua đồ, người đi nhớ xe phát hiện ra tên đeo kính. Sau hồi rằng có tên đeo kính lái xe vụt chạy, trong lúc hoảng loạn chiếc xe bị lật, bị đè trong xe không thể động đậy, sau đó bị axit sulfuric mà hắn ta chuẩn bị sẵn hủy hoại dung nhan hắn hét lên thất thanh, làm cảnh sát không tìm được manh mối nào. Ami ngồi trước máy phát thanh nghe được tin hắn ta bị bắt, liền chạy đến bệnh viện thăm dò tình hình. Nhân lúc cảnh sát đang ra nghe điện thoại, Ami leo vào phòng gặp tên đeo kính để thể hiện sự cống hiến và chân thành cuối cùng của mình. Tên đeo kính bảo Ami hút hết máu của mình, sau đó nhảy xuống lầu. Ami mất đi chỗ dựa bèn tìm đến Irving. Irving ngây thơ cứ ngỡ đây là tình yêu, mặc dù lại lần nữa Ami nói với cậu cô không phải con gái, nhưng Irving chỉ nghĩ là Ami đang trốn chạy một việc gì đó. Hôm sau trường tổ chức ngoại khóa, bọn đại ca trong trường liên tiếp gây hấn, Irving cho bọn chúng ăn một đòn gậy. Ngay lúc này, các bạn học sinh tìm phát hiện ra một xác chết đóng băng trên mặt hồ. Buổi tối một hộ gia đình trong tiểu khu lại bị hại, thanh tra viên đến điều tra từng nhà. Ami sợ hãi đóng cửa rồi bỏ trốn. Hôm sau Irving dẫn Ami đến căn cứ bí mật của mình, đột nhiên cậu ta cắt đứt ngón tay, muốn cắt máu ăn thế với Ami. Lúc Irving cắt đứt ngón tay, mùi máu khơi gợi sự thèm khát của một con quỷ trong người Ami. Để không làm hại tới Irving, Ami lập tức trèo qua một cái cây ra ngoài, rồi tấn công một người hàng xóm đang dắt chó đi dạo. Irving ở trên lầu tận mắt chứng kiến mọi việc. Cuối cùng Ami thừa nhận cô là quỷ hút máu. Tên đeo kính lúc trước cũng không phải cha cô, mà chỉ là một người đầy tớ cho cô ta hút máu. Chính vì có được sự nuôi dưỡng của ông ta, cô ta mới có được sự trường tồn mày không bao giờ chết. Quá nhiều chuyện trong cùng một lúc, Irving thất vọng rời đi. Ami tấn công người hàng xóm dắt chó đi dạo. Tuy cô ta may mắn còn sống, nhưng cô ta lại biến thành một con quỷ hút máu. Trong lúc y tá đang kéo rèm cửa, trong phút chốc bị lửa thiêu cháy, cháy thành cho bụi trước mắt thanh tra viên. Mặc dù giữa hai người có sự ngăn cách, Ami vẫn chủ động đến tìm Irving, hơn nữa phải đợi Irving đồng ý cô mới vào nhà, nếu không thì Ami sẽ chảy máu đến chết. Irving đâu nỡ làm tổn thương Ami, cuối cùng hai người làm hòa lại như ban đầu. Ngay lúc này cảnh sát thông qua mọi manh mối bắt đầu tình nghi và nhắm về Ami. Thanh tra viên phá cửa xông vào, Irving sợ hãi nấp trong một góc run lẩy bẩy. Thanh tra viên phát hiện Ami ngủ say trong phòng tắm, tiện tay vén bức màn ra làm ánh sáng chiếu vào. Không ngờ Ami sau khi nhìn thấy ánh sáng, làn da bị nứt ra giống một tờ giấy. Trong lúc then chốt, Irving xoay người để đánh lạc hướng, thanh tra lập tức bị Ami nhào lấy rồi trở thành bữa ăn của Ami. Biết được mình đã gặp rắc rối lớn, nhân lúc trời tối rời khỏi tiểu khu, cuộc sống khắc nghiệt ở trường của Irving vẫn tiếp diễn. Chẳng bao lâu những tên đại ca trong trường lại tìm đến Irving, bọn chúng bấm nút báo cháy để thu hút sự chú ý của giáo viên, sau đó chúng lôi Irving vào bể bơi rồi dìm Irving xuống nước để trả thù. Thấy Irving sắp tắt thở, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên trong hồ bơi bắn tung tóe máu, máu của ba tên côn đồ kia nhuộm đỏ cả hồ bơi. Irving lên bờ nhìn thấy Ami người cậu hàng đêm thương nhớ.
sau khi đối mặt với cái chết, Irving mới nhận ra, so với việc đối mặt với cô ấy, cậu ta càng không thể chấp nhận được cuộc sống hiện tại. Amy đã in dấu trong cuộc đời cậu ta không thể né tránh. Cuối cùng Irving quyết định quãng đời còn lại sẽ đi theo Amy, giấu Amy vào một chiếc vali rồi lên đường. Rốt cuộc đi tới đâu cậu ta cũng không biết, điều duy nhất cậu biết được là không thể để Amy bị đói. Xem ra Irving đã trở thành gã đeo kính thứ hai. Vậy ai sẽ trở thành Irving tiếp theo? Nếu như bạn là Irving, bạn sẽ làm tất cả vì người mình yêu không? Hãy để lại bình luận. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất. Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới để cho chúng mình biết về bất cứ bộ phim nào mà các bạn yêu thích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!